Halloween quà cực xịn, nhiều mini game mới và khuyến mãi khủng đang chờ các bạn tham gia ngay nha. Rồi chào mừng các bạn, chào mừng các cần thủ quay trở lại trong tựa game Fish, một tựa game thế loại câu cá của Roblox. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về một item, một vật phẩm mà khi các bạn kiếm được, câu được trong game, đừng bán đi nha. Mặc dù giá trị rất là cao, hãy giữ lại trước. Một vật phẩm phát sáng tên là Enchant Relic, tạm dịch là cổ vật đi, cổ vật dùng để enchant, gọi là thăng cấp, nâng cấp. Thì đúng với công năng của nó, khi bạn có được Enchant Relic thì chúng ta dùng nó để đi thăng cấp cần câu. Để mình cho bạn coi equipment, những cần câu phía bên trên nó sẽ có một dòng chữ như là Seeking, Storming, đây là Control và Inside. Thì đây gọi là Engine, những chỉ số được bonus thêm gắn vào cần câu của mình. Và tùy theo mỗi cái tên, nó sẽ có công năng khác nhau. Với cần câu Steady Rod, cần câu ổn định, dễ câu nhất, mình có một chiếc này Engine tên là Seeking. Nếu bạn không biết là gì thì cứ bấm vào, trang bị nó vào. Nó cho con cá các bạn 10% bigger, tức là khối lượng con cá các bạn sẽ được thêm 10% khi bạn câu được nó. Thêm một cái nữa, Storming. Storming mình cho cần câu là Fortune, trang bị nó lên nè. Cái sự may mắn, cái độ lucky các bạn sẽ tăng thêm 95% trong suốt ngày mưa, during a rainy day. Trong tựa game này sẽ có thời tiết nha, có trời bão, trời sương mù, trời mưa, trời nắng gì đó. Nhìn bên góc phải nè, clear, trời đẹp, night là ban đêm, còn đây là season, mùa, xuân hạ thu đông. Một dòng chữ màu xanh lá cây vừa hiện lên nè, wish ingredient, lát mình nói sau nha. Nếu mà để ý kỹ ngày hôm nay trong cái tựa game Fish, chúng ta sẽ có một cái icon game liên quan tới Halloween. Outfit của mình cũng là Halloween nè, mặc cho đẹp các bạn. Rồi tập trung vấn đề luôn, Enchant Relic kiếm bằng cách nào? Theo như trailer của game ghi, có thể kiếm được thông qua việc fishing, câu cá hay là mua. Từ NPC là Merlin, Merlin là NPC bên Sunstone nha, ở cấp 30, tức là bằng tiền rồi. Còn nếu bạn đi câu, sẽ có cơ hội là 1/500, ở nơi nào cũng được, tỷ lệ luôn là 1/500, cũng khá là hiếm ha. Và nơi sử dụng cái relic này là hòn đảo có pho tượng, tên là Status Up gì nè. Và lưu ý thứ hai, chúng ta chỉ có thể engine khi trời ban đêm thôi. Bring to the keeper Anta during the night, nghĩa là khi ban đêm đổ xuống, giống như vậy, mới sử dụng được nha mọi người nha. Rồi mình sẽ đi tới hòn đảo đầu tiên, để cho bạn coi luôn về cái sự kiện Halloween. Có phải đây mình sẽ có event nè. Trước tiên, hãy cùng coi giá trị của relic nha. Biết giá của nó là mình muốn bán rồi, tại vì nó giá trị á, NPC nè. Can you tell me the price? 3.500 tiền, ghê chưa? Tức là mình đang có 5 cục, mình bán hết 5 cục này thì mình sẽ được khoảng 10,000 tiền. Và như mình nói đó, hãy sử dụng những cái relic này để kiếm enchant nó ngon cho cần câu của mình. Ok, trơn rồi, muốn bán thì bán ha. Bây giờ mình đi qua đây, mỗi NPC phù thủy với một cái current, các bạn nói chuyện với nó để hướng dẫn sự kiện. Tóm tắt đơn giản luôn nè, nhìn thông báo trên khung chat, lâu lâu nó hiện lên với một dòng thông tin màu xanh lá cây chỉ mình cái vị trí chúng ta kiếm được cái wish ingredient, nguyên liệu cho phù thủy, nó ghi là Sunstone nè, qua đảo Sunstone nha. Cái này nếu bạn chơi server thường ấy, chúng ta nên canh me, tại vì sao, nó không phải là của riêng mỗi người, nó là của chung, ai tới trước lùm trước, ai tới sau là không còn. Còn chơi server vip cũng hiện luôn nha, server vip thì phải tốn robot rồi. Lát mình qua bên kia mình tìm ha, có sẵn nè, wish ingredient, bạn đi tới đổi current nè, có chữ r insert, thì mỗi lần bạn bỏ nguyên liệu vô nó cho chúng ta một cái phần thưởng r, chúng ta có là hunted rod. Ok, cần câu mới luôn. Và nhận được một cái hunted, một cái title ha, một cái tiêu đề nè. Thơm gì? Tại vì nghe đồn đó, sự kiện Halloween này, hiện tại nha, mình chỉ có một cần câu mới thôi. Đây, hunted rod, quá dữ. Cần câu này cho mình cái gì? Lure speed là 0%, lucky 50%, mass khối lượng 1000kg. Mình thấy cũng bình thường, không quá đặc sắc. Nhưng mà đây là cần câu của sự kiện. Lát mình sẽ đi enchant nó luôn. Còn cái cho luôn nè. Error, bạn nhận được cái Flying Dustman Boat. Ôi, thuyền mới à. Một cái thuyền mới. Yeah boy, oh my god, quá dữ, thuyền ma mọi người à, Flying Dutchman, tốc độ 80, steering 30, nhức nách, chỉn sò vậy, kiếm được trong Halloween. Chúng ta đi về góc phải nha, có Sunstone Island nè, và Status, đây là nơi các bạn enchant. Trong khu enchant này chúng ta cũng sẽ có một cái nơi câu cá, thuyền đi nhanh nha, đi tới 80 lần mà, chở được đâu đó chắc khoảng 2-3 người. Thì cái vị trí của những cái ingredient này là random, thường thì bên cái Sunstone này các bạn phải leo lên trên, rồi nhảy xuống luôn. Gặp luôn Traveling Merchant nè, bán Common Rack, bán cần công bích tích 110.000 tiền. Cần câu này coi cần câu xịn nhất nè, chưa phải là mắc nhất, nhưng mà là xịn nhất. Tại vì nghe đồ nó tăng tí là chúng ta câu được con cá mới tích nha. Leo lên, đó, đây nè mọi người, Ingredient, ở đây có hai cái, lụm. Màu cam nhất là Legendary, màu đỏ là mít tích. Mình chơi server VIP mà, nên tất cả là của mình. Thông tin là 3 đúng không? Đây, 3 Upwish Ingredient, tức là trên hòn đảo này sẽ có 3 nguyên liệu. Và nếu bạn chưa biết, đây là Merlin nè, nơi các bạn thấy mua cái cục Relic khi mà cấp 30. Ở trong cái nhà này nha, cứ đi vòng vòng tìm thôi, tại vì Irian này có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ở trong đây nó sẽ có chúng ta một cái hang ấy nè, có cái lỗ chui vô, một cái hồ nước để câu common rack. À đây rồi, một cái candy corn Irian màu cam lùm, đây là nơi các bạn câu được common rack nha. Rồi gì đây, 2000 tiền sundial totem, không biết luôn. Có vẻ như trời sắp sáng rồi, lạc quẻ nhanh, tại vì chờ tới trời tối nó lâu lắm các bạn. Chúng ta sẽ cùng đi qua cái status nha, hòn đảo có bức tượng nằm khá là gần hòn đảo đầu tiên, với lại thêm cái nữa, phải chuẩn bị 400 tiền nha. Tại 400 tiền là một cái phí, kiểu như là cái phí đi thang máy á. Rồi, lên luôn.
Đây nè mọi người, nói chuyện với NBC. Can I use the elevator? Sử dụng how much? 400 tiền ha. Deal, để mình mua. Sau đây là đây, interact, để chúng ta đi vào cái anh ta. Đây gọi là cái anh ta nè, keeper anh ta. Thì bạn muốn trang bị cần câu gì, muốn hình dạng cho nó thì trang bị nó ra, equip nó. Sau đó, lại đây, à quên, trang bị nó ra trước. Cầm enchant trên tay nè, sử dụng nè. Một lần một cục nha. Bada bing, bada boom. Increase luck 45%. Ok. Chức năng tên là Divine. Enchant tên là Divine. Tăng lucky mình thêm 45%. Xịn. Mình sẽ đổi qua cái nào mình chưa có mình đổi ha. Carbon rod nè. Mình còn dư mà. 4 cục. Thanh thần. Resilient. Tăng resilient 35%. Cái control dùng làm gì ta? Angry Road Control 3 size. Kiểu như tăng cái phạm vi màu trắng á. Khi bạn câu cá sẽ có một phạm vi màu trắng ha. Phạm vi màu trắng này sẽ dài hơn. Inside nó tăng mình 1,5 kinh nghiệm. Mình thấy inside này cũng bình thường. Đổi đi. Sử dụng Relic Ghastly 20%. Con cá mình sẽ bị translucent. Kiểu bị trong suốt á. Chắc là sẽ nhiều tiền hơn. Rồi, tạm thời giới thiệu bạn như vậy. Những cục Relic có giá trị kiếm được bằng cách đi câu cá, tỷ lệ 1/500 ở bất kỳ nơi nào cũng được. Khi mà có nó, đừng vội bán, hãy nâng cấp cần câu của mình với Enchant. Phía chỗ này chúng ta sẽ có bộ xương với cần câu là King Rod 120.000 tiền, chắc cũng ngon đấy. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái nơi để câu cá, nếu bạn muốn đi câu. Dưới này có thể câu được con Umbral Shark. Đây là một khu vực câu cá hoàn toàn mới, tên là Vertigo. À xin lỗi, Keeper Anta nhé, 1, 2, 3, 4, 5. Con Legendary là cao nhất nè, Umbral Shark. Mình dùng cần câu Lucky Rod với Enchant là Ghastly cho con cá mình nó bị tàn hình. Với cần câu Lucky Rod thì đồng bán nó khá là cao rồi. Ok, khá là chậm. Con này chắc là con Epic rồi, không xịn lắm. Nó phải giật nhanh nhanh á. Heo tan, 0.9kg. Rồi đi lên thôi. Quay trở về, mang ingredient cho phù thủy để mình kiếm đồ. Lên hang máy lại nha. Interact. Không biết phần thưởng của mình là cố định, tức là cứ quay thôi, nó sẽ ra. Hay là hên xui, kiểu gacha. Nhưng mình thấy mình có được cần câu mới nè. Và cái thuyền mới đó, thuyền ma nè. Quá tuyệt vời rồi. Mang 3 ingredient, trả cho phù thủy. Insert, được 500 tiền, lại là 500 tiền, 500 tiền. Ủa, hay mình đã kiếm hết phần thưởng rồi ta. Tức là mỗi phần thưởng này, lấy một lần thôi. Và kể từ đó không còn phần thưởng thì nó sẽ cho bạn 500 tiền. À, cái relic này, Enchant Relic các bạn có thể kiếm được trong phần thưởng này luôn nha. Một lần trúng thưởng cho bạn 3 hay 5 gì đó. Rồi, điểm đến sơ sơ cho các bạn coi về sự kiện Halloween của tựa game Fish. Cũng như nói về relic, một vật phẩm quan trọng. Hẹn gặp lại mọi người những nội dung tiếp theo nha. Xin chào.